một con cá mập cổ đại khổng lồ xuất hiện dưới mặt biển đông đúc chật kín người. Sợi xích mắc kẹt trên vây của nó khiến chiếc bè bị kéo đi. Những vụ va chạm xảy ra liên tiếp làm ai nấy đều hoảng loạn. Nhìn thấy cái bóng khổng lồ, người phụ nữ hét lên cảnh báo. Bãi biển trở lên hỗn loạn, đoàn người nháo nhác bơi vào bờ thoát thân. Con cá mập bị kích động lao lên khỏi mặt nước, nó liên tục tung ra những nhát cắn vào chiếc bè, sau đó biến từng người thành bữa điểm tâm. Tình thế nguy hiểm, anh Hói phải làm mồi nhử, dùng tiếng cá voi để con cá mập đuổi theo mình. Đối đầu với nó, anh đột ngột chuyển hướng, rạch một đường dưới bụng khiến con súc vật biển bị thương. Nó tức giận cắn nát tàu ngầm, anh Hói liền đeo bình oxy ra ngoài chiến tiếp. Anh ấy lấy đà chọc xuyên qua mắt con vật khiến nó đau nhảy cẫng lên. Lúc chìm xuống thì thoi thóp trôi lững lờ giữa lòng đại dương. Hàng trăm con cá mập trắng lao đến sâu xé miếng mồi, cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng phải dựng tóc gáy. Jonas là một nhân viên cứu hộ, anh đang cùng nhóm của mình làm nhiệm vụ giải cứu các nhà khoa học bị mắc kẹt trong chiếc tàu ngầm hạt nhân hư hại. Mọi thứ ngổn ngang, người bị thương nằm la liệt, Jonas cứu thêm được một người nữa liền gấp rút trở về tàu. Đột nhiên rung chấn dữ dội xảy ra vì thứ gì đó đang cố phá cửa vào trong. Jonas buộc lòng phải bỏ lại đồng đội khởi động lên mặt nước trước khi chiếc tàu ngầm hạt nhân nổ tan tành dưới lòng đại dương. 5 năm trôi qua tại một viện nghiên cứu nằm sâu dưới đáy biển, nhà tỷ phú Jack Morris tới gặp cha con tiến sĩ Trương Mẫn Uy. Ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, tự nhủ lòng số tiền mình đầu tư đã không uổng phí. Tiến sĩ đưa Jack tới phòng điều khiển, ở đây họ sẽ quan sát cô gái tên Lori và nhóm của mình thám hiểm nơi sâu nhất của rãnh Mariana. Cô ấy cho tàu đi xuyên qua lớp khí mà trước giờ mọi người vẫn nhầm tưởng là đáy. Một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra trước mắt bọn họ, nơi đây như một thế giới khác của đại dương. Vậy nhưng họ chỉ trầm trồ được một lúc, bởi ngay sau đó là sự sợ hãi và hoảng loạn. Có một thứ gì đó đã biến tàu thăm dò thành đống sắt vụn, rồi nó liên tục tấn công tàu mẹ. Lori chỉ kịp hét lên Jonas đã đúng trước khi mất tín hiệu. Mọi người nhanh chóng vào phòng họp, họ rất quan ngại vì với độ sâu 10.000 mét, chỉ có một mình Jonas từng xuống đó mà quay trở về. Heller kịch liệt phản đối vì ông ta cho rằng năm đó Jonas bỏ rơi đồng đội, nhưng qua lời Lori nói tiến sĩ quyết định đến Thái Lan tìm anh ấy. Có điều Jonas giờ đây đã không còn nặng nữa, anh làm việc trong một quán bar và lúc nào cũng trong tình trạng ba say chưa chai. Vừa nghe tiến sĩ trình bày sự việc anh ấy đã gạt đi, James đành bật đoạn ghi âm lúc sự cố xảy ra, nghe thấy giọng của vợ cũ Jonas đành phải cân nhắc. Cùng lúc đó Wood đã thành công sửa hệ thống điện của tàu ngầm, tuy nhiên điện vừa bật họ lại bị thứ sinh vật kia tấn công, rung lắc đã làm Lori bị thương ở bụng. DJ bên trên phát hiện oxy đang rò rỉ, nếu không can thiệp thì cả nhóm sẽ sớm bay màu. Tổ nhân quyết định sẽ xuống trước thực hiện công tác cứu hộ, biết chuyến này đi lành ít dữ nhiều, cô ôm con gái dặn dò vài câu rồi nhanh chóng xuất phát. Con tàu lao xuống mặt nước khuất dần trong lòng đại dương đen tối, đứa trẻ đứng vẫy tay chào mẹ lòng không khỏi lo lắng. Một lát sau Jonas đến phòng thí nghiệm, gặp lại bác sĩ Heller giọng vẫn còn cay cú. Vậy nhưng giờ đi cứu vợ mới là điều quan trọng, anh nhanh chóng xuống tàu ngầm để xác định lại mọi thông số trước khi hạ thủy. Thời gian không còn nhiều, Jonas cho tàu tăng tốc, bất chấp việc áp lực khiến mình đổ cả máu cam. Tội nhân đi xuyên qua tầng khí và đã thấy tàu gặp nạn, cô ấy đang định bắn dây móc kết nối sang thì bất ngờ bị thứ gì đó hất văng đi. Tội nhân cố gắng điều khiển để giữ cho tàu của mình cân bằng rồi thận trọng quan sát. Đột nhiên một con mực khổng lồ xuất hiện, nhìn qua thì nếu phơi một nắng cả làng ăn không hết. Nó dùng râu quấn quanh con tàu rồi siết mạnh, hệ thống an toàn liên tục phát ra cảnh báo. Tội nhân đã buông xuôi phó mặc cho số phận, may mắn thay một con cá mập siêu to khủng khiếp đã biến con mực thành bữa ăn. Tội nhân vô cùng kinh ngạc, cô áng chừng nó phải dài đến 25 mét. Jonas nhận được thông tin liền đưa ra nhận định đó là loài Megalodon cổ đại. Anh thúc giục tội nhân tắt đèn ngay lập tức vì con quái vật bị thu hút bởi ánh sáng. Cô ấy làm theo nhưng màn hình cảm ứng đã bị hỏng. Cũng may Jonas kịp thời bắn pháo sáng để dụ nó đổi hướng di chuyển. Lợi dụng lúc đó tội nhân kích hoạt hệ thống thủy lực thoát khỏi tầng khí, Jonas thì cho tàu của mình tiếp cận Origin. Sau khi nước được trích xuất, anh tiến hành phá cửa, lần lượt đưa mọi người sang tàu cứu hộ. Con cá mập vòng lại đang chuẩn bị tấn công, Toshi liền nhét lá thư mình viết cho vợ vào túi quần Wu, anh chọn hy sinh để đồng đội có cơ hội sống. Toshi đóng nắp tàu đồng thời bật đèn thu hút sự chú ý của Megalodon. Nó ngay lập tức lao đến há cái mồm toàn răng cắn mạnh khiến con tàu nổ tung. Mọi người an toàn trở nên mặt nước, tội nhân vừa gặp lại đã nặng lời chỉ trích Jonas bỏ mặc đồng đội. Anh Hói chán chả muốn đôi co đi thẳng tới phòng bệnh thăm vợ cũ. Bác sĩ Heller thông báo Lori đã qua cơn nguy kịch, đồng thời xin lỗi Jonas một cách chân thành. Anh Hói cũng không chấp vặt coi như hòa rồi về phòng tắm. Tội nhân bước vào mồm liên tục phân trần vì khi nãy nóng giận nói lời không hay, ngẩng mặt lên mới xí hổ vì anh Hói quấn mỗi cái khăn tắm. Cô bối rối cảm ơn Jonas rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, tuy nhiên đầu vẫn ngoảnh lại như thể tiếc nuối cái thân hình mờ lem. Cuộc họp khẩn diễn ra ngay sau đó, Jack muốn nhóm nghiên cứu đẩy mạnh tiến trình khai phá vùng biến nhiệt. Jonas nghe vậy liền nhảy bổ vào mồm ông ta cảnh cáo, việc con người chống lại loài cá mập cổ đại giống như tự sát, vì vậy nếu còn cử ai xuống đó thì đừng gọi tôi giải cứu họ.
9 người 10 ý khiến căn phòng như cái chợ vỡ. Không ai biết rằng Megalodon đã chủ động tìm tới để cảnh báo đám người dám xâm phạm lãnh thổ của nó. Cô bé quay đầu thấy con quái vật khổng lồ thì hét toáng lên sợ hãi. Cũng may lớp kính dày tạm thời chịu được áp lực rung chấn tạo ra khiến Jonas và James chú ý. Bọn họ lao ra ngoài chạy đi tìm con gái tô nhân. Vết răng hẳn trên kính làm ai nấy đều lo sợ. Tô nhân phát hiện chỉ có cá voi con, và ngay sau đó nó đã bị Megalodon cắn đứt làm đôi. Thì ra khi tàu ngầm qua tầng khí đã vô tình tạo ra đường dẫn nhiệt, con mech theo đó đến vùng nước phía trên. Jonas nhận định điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho con người và hệ thống sinh thái trên biển, buộc lòng họ phải tìm cách tiêu diệt Megalodon càng sớm càng tốt. Nhận được tín hiệu cầu cứu của một con thuyền cách trung tâm 20 dặm, Jonas ngay lập tức lập nhóm tới hiện trường. Trước mắt họ chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn, một cánh tay được vớt lên sau bữa ăn thừa của con mech. Thấy nó vẫn lởn vởn quanh đây, tiến sĩ hạ lệnh cho người của mình gấp rút chế tạo lồng giam, tuy nhiên cần có thời gian nên không được để mất dấu nó. Jonas miễn cưỡng nhận trách nhiệm gắn thiết bị định vị, anh cầm súng bắn lao với phạm vi 30m mà tỏ vẻ quan ngại, khoảng cách đấy con mech chỉ cần hắt hơi cũng có thể làm anh mất mạng. Sau khi buộc dây vào người, Jonas nhảy xuống nước, anh hạn chế tối đa việc phát ra tiếng động bơi lại gần mục tiêu. Phát bắn hoàn toàn chính xác nhưng đã khiến con mech phát hiện miếng mồi. Anh hói ngay lập tức bỏ của chạy lấy người bơi hết tốc lực. Tô nhân thúc giục nhân viên cho thuyền khởi động và kéo dây tời cùng một lúc, kịp thời giúp anh hói thoát khỏi cú đớp tử thần. Tuy nhiên con cá mập vẫn tiếp tục truy đuổi, nó lặn xuống lấy đà lao lên khỏi mặt nước. Jonas bám chắc vào sợi dây đu người sang thuyền khiến con quái vật hụt mất miếng mồi. Tiến sĩ lấy ra một lọ móc phim mà chỉ với 20cc có thể hạ gục một con cá voi. Thế nhưng bác sĩ Heller bao cứ tiên cả lọ cho nó chắc. Chiếc lồng quan sát đã hoàn thành nhưng Jonas có vẻ quan ngại, nhìn méo khác gì nhựa mà đòi mang đi săn cá mập cổ đại. Anh hói mù khoa học đâu biết rằng nó có thể chịu lực lên tới 500 tấn. Quá lo lắng, Jonas bảo tô nhân để mình thế chỗ, tuy nhiên cô ấy đã không đồng ý. Chiếc lồng mang theo cô gái lơ lửng giữa lòng đại dương, vô bên trên đổ thịt xuống để làm mồi nhử. Rất nhanh một đàn cá mập trắng kéo đến kiếm ăn, nhưng bọn nó đã quay đầu bỏ đi khi phát hiện ra nguy hiểm. Con mech đang tiến tới từ khoảng cách 50m, tô nhân tập trung cao độ nhưng không thể ngờ nó húc từ dưới lên. Cô trấn tĩnh lấy lại thăng bằng đối diện với loài sinh vật khổng lồ, nhưng vừa thấy tia sáng chiếu vào người nó ngay lập tức chuyển hướng. Tô nhân còn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ con mech quay trở lại, nó ngoạm cả cái lồng lôi xuống đáy biển. Tô nhân thành công bắn trúng mục tiêu nhưng con mech không hề dừng lại, nó không cắn được lồng liền tìm cách nuốt chửng. Jonas ngay lập tức trang bị đồ nghề nhảy khỏi thuyền, anh bám theo sợi dây tiếp cận vị trí của tô nhân. Con mech chuyển hướng lao đi lôi theo cả con thuyền. Dây thép bị đứt khiến một thành viên bị hất văng xuống biển. Megalodon liền nhả chiếc lồng và quay lại tấn công cô ấy. May mắn thay vừa kịp thả thang xuống giúp nữ đồng nghiệp trèo lên. Cần cầu bung vít rơi xuống kéo theo chiếc lồng và đập mạnh khiến mặt nạ dưỡng khí của tô nhân bị vỡ. Tình thế vô cùng nguy hiểm nhưng Jonas quyết tâm phải cứu bằng được cô ấy. Tiến sĩ thúc giục mọi người đặt bẫy. Megalodon lao đến miếng ngồi đã chui đầu vào chiếc thòng lọng. Trong lúc nó chuẩn bị đớp anh hói thì bị giữ lại. Sau một vài cú tát tiếp theo, móc phim phát huy tác dụng, con cá mập bất động từ từ chìm xuống đáy biển. Jonas nhanh chóng đưa tô nhân trở lại tàu. Vị bác sĩ tiến hành cấp cứu và đã giúp cô ấy thoát khỏi tình trạng ngưng tim. Tô nhân tỉnh lại thì Megalodon đã được trục vớt. Vua bảo Jonas chụp giúp mình bức ảnh kỷ niệm. Anh vừa đưa đầu vào mồm nó thì DJ chỉnh cần cẩu. Vua sợ muốn đái ra quần ngã người xuống biển. Bọn họ còn đang chém gió thì đột nhiên có con mech lao lên khỏi mặt nước. Nó nuốt trọn vua vào mồm và ngoạm lấy đồng loại của mình. Đây mới là ác mộng thật sự khi con này có kích thước lớn hơn rất nhiều. Nó vắt ngang bong khiến chiếc thuyền lật úp ngay sau đó. Mọi người tản mạn cố gắng bơi trở lại. Jack ngay lập tức gọi điện cho cấp dưới thông báo có tận 2 con Megalodon và yêu cầu cứu hộ. Jonas cứu được tiến sĩ nhưng ông ấy bị thương khá nặng, mà bác sĩ Heller vẫn còn ở ngoài kia. Thấy con cá mập lao đến, ông ấy liền đập mạnh tay xuống nước, đồng thời thúc giục nữ đồng nghiệp nhanh chóng bơi trở lại thuyền. Megalodon không bỏ qua miếng mồi, nó đã nuốt trọn vị bác sĩ trong sự hoảng sợ tột cùng của những người chứng kiến. Nén lại nỗi buồn, Jonas lên xuồng cứu hộ đưa mọi người vào bờ. Họ di chuyển được hơn 12 km mà con súc vật biển vẫn cố tình đuổi theo. May mà người của vị tỷ phú kịp đến nơi. Trước tiên họ bắn thiết bị định vị, sau đó nổ súng liên hồi xua đuổi con quái vật đi chỗ khác. Vết thương quá nặng, tiến sĩ mất trên đường về trạm nghiên cứu. Tô nhân nghẹn ngào bật khóc ôm lấy xác cha. Có những chuyện xảy ra sẽ thay đổi cuộc đời ta mãi mãi, và thế giới vẫn tiếp tục xoay quanh trục của nó. Ngày hôm sau, Jack thông báo chuyện về Megalodon cho chính phủ Trung Quốc và một số quốc gia lân cận, đồng thời ông ấy quyết định sẽ tạm thời đóng cửa trung tâm nghiên cứu, mọi người sẽ được sơ tán cho đến khi con quái vật kia bị đem đi nướng. Tối hôm đó, Jack điều một phi cơ tới cùng nhiều quả bom, họ xác định vị trí rồi lần lượt thả xuống đầu mục tiêu. Cho tới khi nó nổ banh xác, Jack mới lại gần kiểm tra, một đàn cá mập bơi lội xung quanh tranh thủ kiếm ăn. Anh lính sau một hồi xem xét nhảy về thuyền báo lại con này không có răng, chắc chắn bọn họ đã giết nhầm một con cá voi. Jack hoảng sợ ra lệnh khởi động thuyền rời khỏi đây. Việc tăng tốc đột ngột khiến ông bị rơi xuống biển.
Megalodon lao tới ngoạm một miếng rõ to, may cho ông ấy nó sát bên chứ không thì cái xương chẳng còn. Jack hoảng loạn cố leo lên xác con cá voi, vậy nhưng con quái vật đã vòng lại hóa kiếp cho vị tỷ phú. Ngày hôm sau James mới nhận ra Jack chưa hề báo cáo sự việc, ông ta muốn chuyện này bị ỉm xuống để không phải chịu trách nhiệm. Trước tình hình này Jonas đành kêu gọi mọi người hành động, họ hách vào hệ thống của Jack tìm vị trí con cá mập, đồng thời lên thuyền tiến tới vị trí của nó. Thời gian gấp rút lắm rồi vì Megalodon đang gần một bãi biển, ở đó lượng người xuống tắm đông như kiến cỏ, nếu không hành động nhanh sẽ có một vụ thảm sát. Con quái vật nhìn lên mà hoa cả mắt, mồi nhiều quá nó chưa biết ăn chỗ nào trước. Trong lúc di chuyển Megalodon chạm vào một dây xích, thiết bị định vị rơi ra khỏi người nó còn chiếc bè lại bị kéo đi. Lúc này mới có người nhận ra sự xuất hiện của cá mập, anh ta hét lên khiến ai nấy đều hoảng loạn cố gắng trở lại bờ. Những tiếng ồn làm Megalodon kích động, nó bắt đầu ngoi lên khỏi mặt nước tấn công. May mà đội nghiên cứu kịp thả thiết bị âm thanh xuống nước, tiếng của cá voi đã khiến Megalodon bị thu hút và chuyển hướng. Jonas chờ sẵn trong tàu ngầm dụ nó ra khỏi vịnh, anh luồn vào một dạng đá ngầm để tránh việc bị tấn công. Tuy nhiên con này có IQ vãi trưởng, nó bơi nhanh chặn đầu tí nữa thì anh hói ngỏm củ tỏi. Chấn động khiến chiếc tàu mất lái, Jonas cố gắng lấy lại thăng bằng tiếp tục làm mồi nhử, anh đưa con cá mập vào tầm ngắm của tô nhân. Đầu đạn trúng mục tiêu và tạo ra một vụ nổ lớn, tuy nhiên nó chỉ khiến con quái vật bị thương. Tô nhân tiếp tục thực hiện kế hoạch, cô đưa mục tiêu vào tầm ngắm của Jonas. Tuy nhiên hệ thống phóng đạn bị hỏng sau vụ va chạm, anh hói thành ra bơ vơ giữ mồm con cá mập cổ đại. Mấy tay phóng viên trên trực thăng mải hóng hớt gây nên vụ tai nạn, chiếc máy bay nổ tung rơi xuống con thuyền. James thúc giục mọi người nhanh chóng nhảy xuống biển thoát thân. Tô nhân quay lại tìm con gái còn Jonas chịu trách nhiệm dụ con quái vật ra xa. Chiếc tàu ngầm nổi lên bất ngờ khiến anh da đen sợ vãi tè. Thuyền đang bốc cháy mọi người buộc phải bám vào tàu ngầm của tô nhân. Để đảm bảo cả nhóm an toàn anh hói quyết định tử chiến. Anh điều khiển chiếc tàu của mình lao đến con quái vật rồi bất ngờ nặn xuống, rạch một đường dưới bụng khiến nó đau đớn vô cùng. Megalodon như nổi điên vẫy đuôi khiến tàu ngầm chao đảo. Sau đó nó cắn mạnh làm lớp kính bị vỡ và nước dò dỉ vào trong. Anh hói đeo vội bình khí đạp cửa thoát ra, tay cầm một dao một giáo sẵn sàng chiến tiếp. Một tay anh đâm vào da con quái vật lấy điểm tựa, tay còn lại cầm ngọn giáo chọc xuyên qua mắt nó. Megalodon đau đớn lao người khỏi mặt nước, sau đó rơi xuống trong tình trạng thoi thóp. Lúc này hàng trăm con cá mập trắng kéo nhau đến, bọn nó xô xé kẻ to lớn dám xâm phạm lãnh thổ của mình. Một con đánh quả lẻ định biến Jonas thành bữa ăn liền bị tô nhân đâm cho phát, cô ấy đã thành công cứu được anh hói trở về an toàn. Cuộc chiến với loài cá mập cổ đại đã kết thúc và phần thắng thuộc về con người. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người.